Em chào mọi người ạ. Em là Ice-T. Đây là những lời dành cho những người không được đi tiếp trong vòng thi này. Và có thể có thay âm nhạc. Đã là cuộc thi thì sẽ có người thắng người bại. Có người đi đạt và có người cố gắng ra đi. Người đi thì xếp hàng dài. Người vừa xếp 500 cây. Người có thì đích chúa về. Người bị loại sai đi thi lại. Tham gia cuộc chơi này không phải để nói những lời vân hồ. Bao nhiêu người chơi hay nhưng họ vẫn ra về chơi dày. Không có gì đáng phải khóc khi số đông không bị loại. Bình tĩnh vuốt lại tóc, từ số 0 ta sẽ về số 1. Âm nhạc hiện đại vẫn luôn tồn tại và con người đi bỏ đầu với nhau. Không ngần ngại đối đầu huyền thoại, không sợ đồng đội mang lại nhau. Ta vẫn tiếp tục vượt dậy, dậy hay cãi cố gắng. Dù thất bại vẫn không dừng lại, không lại nhạc mang nhồi đâu. Nhạc hay, giọng thích hay, đi rích và flow. Viết ra từng câu, thể quan loạn sẽ không nổi mắt. Tôi trên nhạc hộ, sẽ ủng hộ bước tới đâm tôi. Tôi không quan tâm, tôi vẫn trên nhạc như lâu. Không ngần ngại đối đầu huyền thoại, không sợ bị bỏ lại phía sau. Không phản bội những người đồng đội đã từng phản bội. Những người đồng đội đã từng tránh tôi. Cùng luôn chờ đợi bao nhiêu cơ hội trong đêm. Vò tay xuống lỗ anh bắt cua. Vò tay ra mít gặp dạ xua. Vài phát là te tua. Em ơi đừng đùa anh, đùa anh đùa.